Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin năng lượng cho phát triển bền vững số tháng 8 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ hoạt động sản xuất sinh hoạt của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công ty Điện lực Lào Cai đã tập trung đầu tư, nâng cấp, sửa chữa kịp thời các khiếm khuyết, sự cố phát sinh trên hệ thống lưới điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện. Nội dung này sẽ được tập trung phản ánh trong bản tin kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn vừa qua, Công ty Điện lực Lào Cai đã tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nhiệm vụ về chuyển đổi số theo đề án số 06. Cụ thể, công ty chú trọng kiện toàn ban chỉ đạo chuyển đổi số, đồng thời phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin. Trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Hiện tại, công ty có 9 tài khoản được cấp cho các cán bộ chịu trách nhiệm tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đối soát chính xác với hệ thống quản lý khách hàng. Nhờ đó, các dịch vụ như cấp điện mới từ lưới điện hạ áp và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện đều đạt tỷ lệ giải quyết 100%, không có hồ sơ quá hạn. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của các doanh nghiệp, hộ gia đình về tiết kiệm điện có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo điện năng phục vụ cho sản xuất sinh hoạt, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng. Cụ thể, Công ty Điện lực Lào Cai đã ban hành kế hoạch triển khai tiết kiệm điện theo từng đối tượng khách hàng, phối hợp hướng dẫn các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp thực hiện các giải pháp đảm bảo hàng năm tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ. Chủ động làm việc với các đơn vị có sử dụng điện chiếu sáng công cộng, nhà hàng, khách sạn, thực hiện tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào khung giờ cao điểm, triển khai ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải phi thương mại với 72 trên 74 khách hàng là các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong mùa cao điểm nắng nóng. Qua đó góp phần tiết kiệm được 17,28 triệu kWh điện trong quý 2 năm nay, chiếm 2,28% tổng sản lượng điện thương phẩm. Trong đó riêng khối sản xuất công nghiệp tiết kiệm được hơn 13 triệu kWh. Thưa quý vị và các bạn, nửa đầu năm nay tổng sản lượng điện thương phẩm của tỉnh là hơn 1,4 tỷ kWh, tăng trên 19% so với cùng kỳ. Nhưng tháng cuối năm, để nâng cao khả năng cung ứng, đảm bảo nguồn điện, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Lào Cai đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp hạn chế thấp nhất những sự cố. Trạm điện 110 kV được ví như trái tim của cả hệ thống điện. Chỉ khi trạm vận hành ổn định thì việc cung ứng điện mới đảm bảo thông suốt liên tục. Để các trạm, hệ thống hoạt động ổn định, việc triển khai kế hoạch thí nghiệm, kiểm định định kỳ các trạm biến áp 110 kV được Xí nghiệp Lưới điện Cao thế Lào Cai thực hiện theo thực tế vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống máy đo phóng điện cục bộ, camera nhiệt, đánh giá thực trạng lưới điện, từ đó kịp thời phát hiện các khiếm khuyết để có phương án sửa chữa, thay thế kịp thời, quyết tâm giữ cho lưới điện an toàn, ổn định, giảm tối đa sự cố trên lưới. Để hạn chế tối thiểu cái việc sự cố hoặc cũng như là xử lý sự cố nhanh nhất xảy ra, thì tại đơn vị đã thực hiện công việc là lập các phương án xử lý tranh sự cố. Hàng năm đơn vị thực hiện việc diễn tập sự cố đối với các tình huống đột xuất để cho đơn vị chủ động khắc phục nhanh nhất để cấp điện trở lại cho khách hàng. Cùng với đó, Công ty Điện lực Lào Cai định kỳ tổ chức các hoạt động diễn tập xử lý sự cố lưới điện, hội thi thợ giỏi và cán bộ an toàn vệ sinh viên giỏi. Thông qua đó đánh giá chính xác về quy trình, quy phạm, kỹ thuật trong tác nghiệp của người lao động, giúp người lao động nhận rõ những hạn chế, khiếm khuyết về kỹ thuật để có giải pháp khắc phục kịp thời. Nội dung này ấy thì là rất là đem lại nhiều bổ ích cho cán bộ công nhân viên làm việc trực tiếp như chúng tôi, bổ sung thêm được những cái gì mà khiếm khuyết của chúng tôi vẫn còn thiếu trong công việc hàng ngày. Hội thi là cái dịp để chúng ta đánh giá cái chất lượng, cái lực lượng lao động mà trực tiếp trong toàn là công ty. Thì từ đó là công ty sẽ có những cái xây dựng những cái giải pháp về kế hoạch đào tạo, tập huấn về kỹ năng làm việc. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành điện, sự đồng tình ủng hộ của khách hàng thông qua các giải pháp tiết kiệm điện, Điện lực Lào Cai nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện đầy đủ, thông suốt, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Tới đây, thời lượng dành cho bản tin năng lượng cho phát triển bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.